Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài mang tựa đề Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Truyện dài được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Bích Hồng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi không biết sau khi lập gia đình thì cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường hay không. Còn đối với tôi, nó không phải là địa ngục, nhưng thật ra nó cũng chẳng phải là thiên đường. Bởi vì chẳng có cái địa ngục nào lại cho tôi những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, sung sướng, khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng không có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những sự chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bề bộn trước mặt, hay là hơn nữa là những ghen tuông ích kỷ và những lỗi lầm đáng tiếc. Vợ tôi không biết nói thế nào về cô bé vợ nhỏ bé của mình. Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng, bởi vì cô ấy bây giờ chỉ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa tốt nghiệp trung học xong. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau gần được 2 năm. Cho cháu chỗ này được không chú? Tôi ngước lên nhìn, tôi thấy một con bé mặc đồng phục học sinh, hình như là trung học thì phải, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn nhướng đôi mắt nhìn tôi như chờ đợi. Tôi lên tiếng nói, nhưng mà mấy cái bàn xung quanh vẫn còn trống mà cô bé. Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ thấy được điều đó và đi tìm chỗ khác để ngồi. Ai dè nó lại lên tiếng nói tiếp. Tại vì còn chỗ cho nên cháu mới nói chú nhường cái bàn này lại cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen này mà thôi. Nhưng mà đây là cái chỗ duy nhất có cái chỗ cắm điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú, mà bây giờ nó sắp sửa hết pin rồi. Tôi chỉ cái laptop ở trên bàn. Thật ra thì tôi có thể đứng dậy và nhường chỗ này cho con bé, vì tôi cũng không gấp lắm đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh như thế này. Nhưng mà tôi không thích thế nào, hay là chính xác hơn là tôi ghét cái cách nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn của nó. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật, tôi thấy không ưa con nhỏ này được rồi. Con bé vẫn đưa mắt nhìn tôi, một con nhóc cùng lắm là học lớp 11, 12, trong khi tôi đã 30 tuổi đầu, vậy mà nó dám đưa mắt nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng cái ánh mắt đó, thật không thể chấp nhận được. Chú nói vậy bộ cháu không hiểu sao? Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quăng cái cặp sách vào ghế một cái bụp, rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Tôi nghe rõ mồn một cái lời con bé nó lầm bầm ở trong miệng. Đồ cái ông già nhỏ mọn. Cái gì? Ông già nhỏ mọn sao? Nếu mà nó lên tiếng nói là thằng cha nhỏ mọn thì có lẽ tôi không thấy gì. Nhưng đằng này nó lại kêu tôi là ông già. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi
nhưng mà ai cũng nói là tôi trẻ hơn số tuổi thật và lại đẹp trai, phong độ hơn nhiều thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà con nhỏ dám kêu tôi là ông già, thật không biết nhìn người tí nào cả. Nhưng mà thôi, người lớn không chấp trẻ con làm cái gì. Tôi nghe tiếng hút nước chùm chụp từ cái bàn bên cạnh. Con gái con lứa gì không biết tế nhị gì hết. Rồi chợt tiếng ống hút gặp cục nước đá rít mạnh lên. Tôi quay sang nhìn thì thấy ly sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch, trong khi cái ly cà phê đá của tôi gần như vẫn còn nguyên, hay là cùng lắm vơi đi khoảng 1-2 thìa mà thôi. Con nhỏ dùng dằn bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp, và trước khi đi, nó không quên tặng cho tôi một cái nhìn đến cháy da mặt. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, với màu áo xưa vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Sau cái ngày xui xẻo đụng phải con bé đó, tôi không biết là có phải là nó độc mồm độc miệng rủa tôi hay không nữa, mà tôi liên tục gặp rất là nhiều chuyện bực mình. Nhất là cái chuyện mẹ tôi, bà cứ liên tục cào nhào tôi, cho đến giờ này vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, chung quanh tôi thì không thiếu, nhưng mà khổ một điều là tôi chỉ mải miết với công việc. Hơn nữa, tôi biết họ chẳng thể làm vừa ý mẹ tôi đâu, bởi vì bà ấy tính quá kỹ. Bà lên tiếng cằn nhằn với tôi. Con à, tối mai á, mẹ muốn con đi gặp mặt một người. Đó đó là con gái một bà bạn cũ của mẹ. Gặp mặt gì mẹ? Con không có vợ đâu. Sao lại không? Mẹ không cần biết là con bận việc gì, nhưng mà cái việc gặp mặt á, con phải đi. Con nghĩ coi, mẹ bỏ bao nhiêu thời gian ra để mà tìm vợ cho con, bộ con nghĩ là mẹ rảnh rỗi lắm mà. Nó, mẹ nói rồi đó nghe. Tôi không thể nào nói thêm được cái gì. Ngoài cái việc kỹ tính ra, mẹ tôi còn có vẻ hơi độc đoán. Có lẽ tôi thừa hưởng cái điều này từ bà, và tất nhiên tôi phải đi gặp mặt người ta theo cái sự ép buộc và sắp đặt của bà. Giờ tối ngày hôm sau, tôi có mặt tại cái khách sạn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước. Tay phải cầm theo một cái quyển báo, bởi vì đây là cái ám hiệu để hai bên dùng để nhìn ra nhau. Tôi nhìn chung quanh phòng, tôi thấy chỉ duy nhất có một cô gái ngồi đúng cái bàn mà mẹ tôi đặt chỗ trước và đang chúi mũi vào một cái tờ báo, hình như là tờ báo qua học trò thì phải. Tôi bật cười với cái ý nghĩ đó. Cô ta lớn như vậy mà vẫn còn đi học và vẫn đọc báo dành cho cái tuổi mới lớn như vậy sao? Ngay sau đó tôi đã tìm ra được câu trả lời. Xin lỗi, tôi có thể cùng đọc báo với bạn hay không? Tôi lên tiếng nói cái câu ám hiệu mà mẹ tôi dặn phải nói nếu mà gặp người ta trước. Cô gái lên tiếng nói ngay. Tất nhiên, nếu điều đó là bạn thấy vui. Đúng là cái câu ám hiệu trả lời rồi. Tôi mỉm cười vì đã tìm ra cái người mà mình muốn tìm một cách dễ dàng, không mất nhiều thời giờ. Nhưng lập tức ngay sau đó, tôi gần như không thể cười nổi. Và ngay cả đối tượng của tôi cũng vậy. Sau khi nói xong câu ám hiệu và đặt quyển báo xuống, nó tròn xoe mắt nhìn tôi, một cái nhìn không có gì thiện cảm lắm. Trời đất ơi, có thiệt không đây? Hả? Lại cái ông này nữa? Thiệt là có duyên ghê luôn á. Sao mà tôi ghét cái cách nói chuyện của con nhỏ này như vậy? Nó ở trường không biết là nó có được dạy cái cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao hay không. Tôi bực bội và không muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi cho cái con nhỏ khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và công việc đang chờ tôi ở nhà. Nghĩ vậy tôi toan đứng dậy để ra về, thì con nhỏ nhanh chân rời khỏi bàn, đứng chắn trước mặt tôi và nhe răng cười nói. Khoan, sao mà chú bỏ đi sớm vậy?
mình vẫn còn chưa có nói chuyện mà. Tôi nghĩ là mình không có cần chuyện gì để nói hết trơn á. Dẫu sao thì kết quả mình cũng biết rồi mà. Chú đừng có vội kết luận như vậy chứ. Biết đâu á, biết đâu hai đứa mình lại hợp nhau thì sao? Tôi không nghĩ vậy đâu cô bé. Chú không thử sao biết được. Nói xong con bé quay trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp một ngụm nước lọc đang để sẵn ở trên bàn. Xong nó lại lên tiếng nói tiếp. Thôi đi, dẫu sao đó thì cả chú và cháu đều đến đây rồi. Mình ngồi lại nói chuyện, coi như là cùng ôn lại chuyện cũ rồi mình bỏ thêm chuyện mới vô vậy mà. Tôi không hiểu ý cái con bé này. Chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ cái chuyện gì rồi, nhưng mà còn nói thêm chuyện mới là làm sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì để nói. Nhưng mà không hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật menu và lên tiếng hỏi tôi. Chú dùng cái gì? Cà phê đen đá. Chú có vẻ thích cà phê quá hả? Nói xong con bé nó gọi cà phê cho tôi. Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái ly sữa chua của nó, tôi thấy khó chịu. Coi kìa chú, sao mà chú cứ nhăn mặt nhăn mày nhìn cháu hoài vậy? Cháu có nghĩ là cái ly sinh tố này nó sẽ ngon hơn khi mà mình uống, thay vì là mình cứ chọc chọc mà mình không uống nó không? Giống như cái lần ở quán cà phê trước phải không? Lần đó đó thì thấy cháu uống ngon lành quá. Thì cũng nhờ chú đó. Mà nè, chú có thấy cái bữa đó đó, chú quá nhỏ mọn không? Thật là cái con nhỏ này nói chuyện sao mà khó nghe như vậy không biết. Tôi hớp một ngụm cà phê và lên tiếng nói. Nè, con cháu đó, cháu có biết đó là mình phải ăn nói với người lớn tuổi như thế nào không? Biết chứ sao không biết. Nhưng mà chỉ là với những người đáng kính thôi. Còn chú á hả? Cháu thấy không có cần thiết. Con nhỏ nói xong, lúc này thì nó mới bắt đầu hút cái ly sinh tố của nó, bình thản như không cần biết là nó vừa nói cái gì. Nói thiệt tôi chưa lần nào gặp một con nhóc mà không biết điều như nó. Tôi cố gắng mỉm cười và lên tiếng nói. Thì chắc đó nó cũng là lý do tại sao mà cháu không có lấy được cái chỗ ngồi quen của mình. Thì ra là vậy ha. Con bé lầm bầm nói mà không thèm nhìn mặt tôi. Nó hút thêm một ngụm sinh tố nữa rồi đứng dậy mỉm cười nói tiếp. Có lẽ một lúc nào đó đó chú sẽ thấy hối hận vì cái buổi nói chuyện không mấy khôn khéo mà chú đã dành cho cháu bữa nay. Bữa nay thì chúng ta mới có ôn được chuyện cũ mà chưa có nói thêm được chuyện mới. Thôi để chờ một dịp khác nha. Chào chú. Nói xong con bé xách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thiệt lúc đó tôi chẳng hiểu những gì mà nó nói. Một cái con nhỏ bày đặt. Tôi chỉ biết nghĩ thầm trong bụng như vậy mà thôi. Vào ngọn heo mây thở than qua muôn khóm cây. Chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt cướt qua tầm tay. Vừa mấy lang thang tìm bạn đời không dối gian. Để cùng nhau ta câu chuyện đang mưa trần gian. Tôi quay trở về nhà, mang hết cái bực mình từ cái buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi. Tất cả là cũng đều do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt người ta của bà mà ra mà thôi. Sao về sớm vậy con? Sao rồi? Có gặp được cái cô đó không? Có, tới là gặp liền à. Mai vậy hả? Sao? Cái cô đó được không con? Được hơn cả sức tưởng tượng luôn mẹ. Thiệt vậy hả? Bà ấy quả là không hề tân bốc con của mình. Con thấy cô đó được cả người lẫn nết phải không? Bộ mẹ nó giỡn chơi hả? Cổ đó hả? Xấu cả người, xấu cả nết luôn đó thì có. Ủa con nói gì kỳ vậy? Con không biết là mẹ chọn người kiểu gì nữa. Một cái con nhỏ nè, vừa thù dai nè, vừa khó ưa nè. Ăn nói đó thì lại là khó nghe nữa. Vậy hả? Thiệt không đó con, coi chừng con lầm đó. Bạn của mẹ hả, ai cũng nói là cái cô đó xinh đẹp, dịu dàng mà. Ây da,
Tại mẹ chưa gặp cổ thôi. Gặp rồi đó, con nghĩ mẹ còn bực bội hơn cả con nữa. Chắc là tại bà bạn của mẹ tâng bốc con gái mình quá rồi. Nè, lần sau mẹ làm ơn, mẹ đừng bắt con làm mấy cái chuyện dớ dẫn này nữa nha. Mất nhiều thì giờ của con quá à. Thôi con đi về phòng á. Nói xong tôi bỏ về phòng, bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách. Nghe những gì mẹ tôi nói về cô ta, sao mà tôi thấy cứ như là một trời một vực vậy. Không biết có phải là hai người hoàn toàn khác nhau hay không. Con nhỏ thì xinh đẹp dịu dàng cái nỗi nào, có cái gì mà đẹp đâu. Chỉ có tính đành hanh, ghê gớm thì có. Vì con nhỏ đó mà cả đêm tôi không thể nào để tâm vào mấy cái công việc mà tôi đang làm. Thế là bỏ phí cả một đêm làm việc. Đáng lẽ ra như thường ngày là sẽ có kết quả nhiều lắm. Thôi đành chịu vậy thôi. Coi như một đêm tôi đi ngủ sớm. Tôi leo lên trên giường và ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng. Có lẽ cũng phải cảm ơn con nhỏ đó. Nhờ nó mà tôi mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Đêm qua mơ sáng, em đang ôm đàn dịu muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm ru, ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trắng vừa làn sóng, yêu ai ánh nắng cũng đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Tôi lái xe đi trên đường, thật là lạ. Có lẽ nhờ ngủ được một giấc ngon lành mà sáng nay tôi thấy người tỉnh táo và sảng khoái một cách kỳ lạ. Đường giờ này vẫn còn ít người. Tại bữa nay cao hứng như thế nào, tôi lại muốn đi làm sớm để tạt qua cái quán cà phê bữa hôm trước, bởi vì tôi thích cái sự yên tĩnh của cái quán đó. Chợt tôi nhớ đến con bé, nó từng nói cái bàn của tôi ngồi là cái chỗ quen của nó, chứng tỏ là nó cũng hay đến cái quán đó. Nhưng một người như đó mà cũng đến cái quán cà phê mà chỉ dành riêng cho những người thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng như tôi thì lạ quá. Còn nó thì tôi nghĩ nó chỉ thích sự ồn ào náo nhiệt và sôi động, hợp với cái tuổi của nó hơn. Tôi bước vào quán và thật bất ngờ tôi thấy nó. Con nhỏ khó ưa ngồi ngay ở cái bàn quen của nó và đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra khung cửa kính. Trên bàn con nhỏ là một dĩa bánh mì ốp la và cốc sinh tố sữa chua. Có lẽ nó rất thích cái món này hay sao mà lần nào tôi cũng thấy nó chỉ uống cái món này. Mà không biết con nhỏ đang nghĩ gì. Đôi mắt nó nhìn xa xăm, chắc là nó đang nghĩ một cái gì đó đặc biệt và quan trọng lắm. Tôi đắn đo không biết là có nên bước vào hay không. Ngỡ lại đụng độ với con nhỏ thì phiền phức lắm. Đang suy nghĩ chợt con bé quay phắt lại nhìn tôi. Nó tròn xe đôi mắt, đôi lông mày nó nhíu lại rồi lại giãn ra. Nó lại đưa cái ly sinh tố lên miệng vừa hút vừa nhìn tôi. Tôi tức không chịu được, không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bước vào và tỏ vẻ ra không thèm bận tâm đến sự có mặt của nó ở đây. Tôi chọn cái bàn cách xa nó tuốt ở trong. Tôi ngồi vào cái chỗ và gọi đồ uống rồi, mà con nhỏ nó vẫn cứ ngồi nhìn tôi chăm chăm. Thật là không biết vô duyên là cái gì cả. Tôi đưa mắt nhìn lại nó. Nó liền đưa miếng bánh mì ốp la bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến, cứ như nói là tôi là miếng bánh mì nó đang nhai. Nhìn nó như vậy, ai có thể chấp nhận được. Nó là một đứa con gái xinh đẹp dịu dàng như mẹ tôi nói. Mà bà bạn của mẹ tôi chắc là cũng giống con nhỏ này đây. Đúng là mẹ nào con nấy. Tôi vừa nghĩ đến như vậy thì con nhỏ đứng dậy trả tiền. May quá, thế là tôi cũng thoát được nó. Nhưng mà thực tế không hẳn như tôi nghĩ. Nó đi đến bàn tôi và đột nhiên lên tiếng. Chú ơi chú, chết cháu rồi. Cháu bỏ quên tiền ở nhà rồi. Con nhỏ sau một hồi lục lội khắp túi quần áo, tá hỏa phát hiện ra là nó không có đem tiền theo. Bất chợt tôi bắt gặp cái ánh mắt cầu cứu của nó. Tôi quay mặt đi, không thèm nhìn, cứ làm bộ như mình đang phải tập trung vào đồ ăn ở trên bàn. Tôi biết con nhỏ đang nhìn tôi dữ lắm. Ánh mắt mang hình viên đạn của nó. Bởi vì tôi thấy cái gáy của tôi nóng bừng. Nhưng mà hình như tôi cảm thấy sung sướng, hả hê. Mà tệ thật. Từ lúc nào tôi lại đi chấp nhất trẻ con như vậy. Nhưng mà thôi, ai kêu nó gây thù kết quán với tôi làm gì. Đang mỉm cười sung sướng thì tôi giật mình bởi tiếng con bé đang đứng sát sau lưng tôi lúc nào không hay. Chú. Chú. Cái gì đây?
chú có thể cho cháu mượn tiền được không? Trời đất ơi, không có tiền mà sao dám vô đây ăn cô bé? Chú... Mặt của nó nóng bừng lên và đỏ bừng lên. Chắc có lẽ nó đang giận lắm. Mặc kệ, tôi không thèm bận tâm. Cháu bỏ quên tiền ở nhà. Nếu mà cháu biết cháu không có tiền đó thì cháu đâu có vô đây ngồi ăn đâu. Nếu mà cái gì mà người ta cũng biết trước hết á, thì ai cũng làm giàu hết rồi cô bé ơi. Nói tóm lại á, là chú có cho cháu mượn tiền không? Nó gần như gắt lên với tôi. Tôi định cự nó nhưng mà thấy mắt nó hình như hơi ương ướt. Tôi đành chịu thua. Ây da, thôi được rồi. Được. Coi như là mời một người quen vậy, được không? Vậy mới được chứ. Không ngờ nó tỉnh bơ gật đầu một cái rọt và không có gì gọi là mắc cỡ hết. Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng. Mắt xanh là bóng dừa hoang dại. Âu yếm nhìn tôi không nói năng. Tôi vừa trở về nhà đã thấy mẹ tôi hớn hở lên tiếng nói với tôi. Lâm, con á thiệt à, bữa nay á mẹ gặp cô đó rồi. Lúc bà chở bà Thanh đến câu lạc bộ á, trời đất ơi, cái con nhỏ ta nói nó xinh đẹp, nó đoan trang vậy á mà con chê hả? Trời ơi, thiệt không mẹ? Bình thường con thấy con mắt của mẹ sáng lắm mà sao nay kỳ vậy? Thì tất nhiên rồi, cái cô đó đúng là cái mẫu cô con dâu mà mẹ mong ước. Nè, bữa nay á mẹ đã mời gia đình họ cùng dùng cơm với gia đình của mình tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đó nghe. Trời, sao mẹ không hỏi ý con trước? Rủ con bận sao mà hôm nay con gặp cổ rồi. Bây giờ con không muốn gặp nữa. Gặp xui thấy mồ à. Gì xui? Tự nhiên xui. Nè, con mà không lấy được người ta mới là xui của cuộc đời con á. Nè, con biết tính mẹ rồi nha. Mẹ đã quyết định một là một, hai là hai. Thật là đúng là trời hại người ngay. Một ngày mà phải gặp con bé này tới hai lần, không khác nào bị tra tấn. Lại mất thêm một đêm rồi. Cứ thế này tôi chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa. Cái con nhỏ thật là đáng ghét. Không biết là nó bỏ cái bùa mê thuốc lú gì cho mẹ tôi. Phen này trước mặt bà tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo của nó ra. Mới 7 giờ rưỡi tối mà tôi và mẹ tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8 giờ mà mẹ tôi một mực phải đi sớm bởi vì sợ người ta bảo mình không có chu đáo. Chưa có gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn thôi. Đúng 8 giờ thì hai người phụ nữ, một già một trẻ đi đến chỗ hẹn và đến trước mặt chúng tôi. Nói thật lúc đó tôi gần như không thể tin nổi vào mắt của mình nữa. Người phụ nữ trẻ đó quá đẹp. Cô quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa màu trắng bó sát vào người. Cái dáng người thật là đẹp, vòng eo thon nhỏ, vòng ngực đầy đặn và làn da trắng mịn. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc đó, không ít những người đàn ông cũng đang cùng cái tâm trạng ngây ngất giống như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh. Cô gái ấy hoàn toàn không phải là cái con bé khó ưa mà tôi gặp. Trời ơi, như vậy thì mọi chuyện sự thật là như thế nào? Không lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cái cô gái xinh đẹp này đáng lẽ phải đến gặp tôi thì tại sao cô không đến? Vậy là như thế nào? Tôi lùng bùng không hiểu gì cả. Cô gái trẻ lên tiếng chào mẹ tôi và tôi. Dạ, cháu xin chào bác và chào anh. Giọng nói thật nhẹ nhàng và êm ái cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và lôi tôi trở về hiện tại. Dạ, mời cô ngồi.
Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại thiếu tự nhiên như vậy. Mẹ tôi lại lên tiếng nói: Bà và cháu cứ ngồi xuống đi. Sao con? Thanh trúc nó đẹp quá phải không con? Tôi chỉ biết lúng túng gật đầu mà không dám nhìn vào cô gái. Hình như cô ta nhận ra cái sự bối rối của tôi. Tôi liếc thấy cô ta đang khẽ mỉm cười. Mẹ tôi lại lên tiếng nói tiếp: Mà cháu Út đâu rồi? Cái con bé đó lúc nào cũng vậy. Đang đi trên đường, chợt nó nói nó có chút việc cần giải quyết. Nó nói chắc nó sẽ tới trễ. Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến rồi ăn luôn ha. Thôi không cần đâu. Đợi con nhỏ đó đó thì không biết chừng nào mà tới. Thôi mình cứ ăn trước đi bà. Hóa ra cái gia đình này còn có thêm một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Không biết là có đẹp được giống như cô chị này không. Đúng là đàn ông tệ thật. Suốt cả buổi tối tôi chỉ lo ngắm nhìn Thanh Trúc hoài. Công nhận là cô ấy đẹp, không chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ đang là trợ lý cho một công ty liên danh với nước ngoài. Mẹ tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu người làm vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, mà trong đó có tôi. Có lẽ là sẽ rất là ngon miệng đối với tôi nếu như không có sự xuất hiện của một kẻ phá đám, đó là con nhỏ khó ưa. Trong khi mọi người chúng tôi đang say sưa thưởng thức những món ăn và nói chuyện với nhau, thì cái tiếng nói lanh lảnh của con bé ở ngoài cửa vang lên. Dạ, xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi. Nó nói mà đưa đôi mắt nhìn tôi ra vẻ đắc ý lắm. Hóa ra là con nhỏ đó dám giả mạo chị của nó để đi gặp mặt tôi. Con nhỏ này thật là quá lắm. Nó mỉm cười với tôi một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Nó và chị nó đúng là khác nhau một trời một vực. Chị nó thì dịu dàng đoan trang như vậy, trong khi đó nó thì mặc cái quần xệ xuống, áo đuôi tôm, tóc thì buộc bồng, chân đi dài, cổ thì đeo vòng chữ thập, tay thì đeo đủ các thứ vòng nhựa đủ màu. Mẹ tôi nhìn nó cũng phải nhăn mặt. Tôi dám cá là lúc đó mẹ tôi đã liệt nó vào danh sách những người không được bà thích thú. Cả buổi tối tôi mất ngủ vì chuyện hai chị em Thanh Trúc và Thanh Mai. Tôi thật sự vẫn không hiểu cái hành động của hai chị em họ. Không biết là đến gặp tôi là tự ý của con nhỏ hay là có sự đồng ý của Thanh Trúc. Nếu như vậy thì tôi không biết là cô ấy coi tôi như thế nào và liệu tôi có nên tiến tới với cô ấy hay không. Nhưng mà nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ gặp cái sự khó khăn từ cái con nhỏ đáng ghét em của cô ấy. Điều này làm tôi càng lúc càng cảm thấy nhức đầu. Đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ, mái tóc nhẹ rung trắng vừa làn sóng, yêu ai ánh nắng cũng đàn đầy vơi đôi mắt xa vời.